Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn ứng dụng Autolix để hỗ trợ cho công việc của mình. Thì ở video hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là sử dụng một cái lít để vẽ ống chiller water các bạn. Thì cái lít này á, mình có tìm kiếm và download trên mạng á. Các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào cái kênh này này. Đường dẫn của kênh á, mình sẽ để bên dưới mô tả. Các bạn tải cái các cái lít miễn phí của anh này anh cho này. Một số cái lít á, anh có tính tiền. Thì nếu các bạn vào các bạn xem review á, các bạn thấy ok và ứng dụng cho công việc của mình tốt á, thì các bạn hoàn toàn có thể là mua ủng hộ anh đó. Thì hôm nay mình sẽ tập trung giới thiệu cho các bạn là cái lít là HVAC Chiller Water Pipe. Thì cái video này anh cũng có hướng dẫn, anh không có nói tiếng các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn các cái phần này để các bạn sử dụng cho nó dễ. Thì đầu tiên á, các bạn vào cái video này các bạn tải cho mình cái lít theo cái đường dẫn này này. Hoặc là nếu các bạn nào mà không tải được á, thì các bạn để lại email bên dưới á, mình sẽ gửi chia sẻ cho bạn cái lít đó. Rồi sau khi tải được cái lít đó, các bạn tiến hành dạy nén. Thì ở đây mình dạy nén mình được cái lít như thế này. Các bạn mở cho mình cái file Notepad này này. Bạn xem nó hướng dẫn như thế nào đó. Đầu tiên các bạn phải copy cái lít mình dạy nén nè vào cái thư mục như thế này. Thì thư mục nó nằm ở đâu? Bạn copy hết cái phần này cho mình này. Bạn tiến hành là bỏ vào ổ C của các bạn đó. Vào C này. Rồi các bạn chọn cho mình program này. Bạn chọn cho Autodesk này. Các bạn chọn AutoCAD phiên bản của mình. Ở đây mình dùng AutoCAD 2020 nên mình sẽ chọn folder là AutoCAD 2020. Các bạn kéo xuống các bạn tìm cho mình cái folder là support. Rồi các bạn patch nó vào. Ở đây do mình đã patch trước nên nó mới có thay thế nha các bạn. Còn nếu mà các bạn patch lần đầu tiên thì sẽ không có thay thế. Các bạn chọn vào là kết nối. Thì các bạn đã copy thành công cái list này vào theo đúng cái đường dẫn này. Các bạn nhớ cái đường dẫn này nha. OC này. Program file Autodesk AutoCAD phiên bản các bạn dùng. Nếu 2015 các bạn vào folder 2015, 2017 các bạn vào folder 2017. Ở đây mình dùng 2020 nên mình sẽ vào folder 2020. Và các bạn tìm kiếm đến thư mục là support. Sau đó các bạn paste vào trong này. Rồi các bạn tiến hành là mở AutoCAD của mình lên. Bạn gõ cho mình lệnh AB. Sau đó các bạn tiến hành là chỉ đến cái đường dẫn lúc nãy đó. C này, program này, Autodesk này, Autodesk 2020 này, support này. Sau đó các bạn tìm đến đúng cái list là CHVKP. Các bạn load cho mình. Nếu các bạn muốn load cái list này mặc định vào AutoCAD khi mở nó sẽ có thì các bạn nhấn content cho mình. Các bạn nhấn nút add. Và các bạn chỉ đến cái đường dẫn nó luôn. Này cái đường dẫn này các bạn thấy không? Rồi các bạn tiến hành là chọn vào cái list đó. Các bạn nhấn open. Thì nó đã add được cái list này vào AutoCAD của mình luôn nè. Các bạn nhấn close cho mình. Bây giờ các bạn tiến hành gõ lệnh là CHVK cho mình. Thì nó sẽ ra cho mình cái lệnh tắt là CHVKP Chiller Water Pipe. Các bạn tiến hành là chọn và mở cái hộp thoại của cái list này lên. Thì cái list này nó cho mình những cái gì? Các bạn có thể thấy là nó có cho phép mình là vẽ các cái ống này. Có định dạng sizing là từ 20 đến 400. Khu vực dưới này các bạn có thể là setup layer cho nó. Các bạn hoàn toàn có thể chọn theo layer hiện hành. Hoặc là các bạn chọn theo cái layer mà các bạn đặt. Ở đây, giả sử như mình chọn là layer chiller water pipe. Thì mình sẽ chọn vào này. Ở đây do file kết hoàn toàn mới nên không có cái layer. Nếu các bạn có đúng cái layer của nó thì các bạn chọn vào nó. Hoặc là các bạn chọn theo layer hiện hành. Là layer các bạn để hiện hành á. Khu vực dưới này á, nó cho phép mình là tính toán hay là vẽ. Nếu các bạn để màu xanh á, thì nó sẽ mặc định là tính toán. Các bạn bấm vào màu đỏ thì nó sẽ mờ cái phần tính toán này xuống. Và nó hỗ trợ mình vẽ các cái sizing ống như bên trên này này. Còn nếu các bạn muốn tính toán theo lưu lượng á, thì các bạn nhấn vào nút màu xanh cho mình. Ở dưới này nó hỗ trợ cho mình tính toán lưu lượng của nước á. Thì nó gồm là đơn vị là GPM. GPM là gallon per minute nha các bạn. Hoặc là lít trên giây. Thì thông thường ở Việt Nam thì hay tính lít trên giây. Các bạn hoàn toàn có thể nhập vào cái số lít trên giây. Giả sử như mình lập ở đây là 10 lít trên giây. Thì các bạn bấm nút tính toán. Nó sẽ tính cho mình cái sizing này các bạn. Nếu mà các bạn ống của mình nó 100 lít trên giây. Các bạn tính toán nó sẽ ra đúng cái sizing cho mình. Hoặc các bạn hoàn toàn có thể tính toán bên ngoài. Và các bạn ứng dụng cái lít này để các bạn vẽ. Bằng cách các bạn chọn vào cái nút màu này cho mình. Sau đó các bạn tiến hành vẽ. Thì giả sử như mình chọn nút màu này mình vẽ ống 32 đi. Mình tiến hành vẽ bình thường. Nó sẽ tự tạo fitting cho mình luôn. Đó các bạn thấy không? Rất là nhanh chóng.
nó hỗ trợ cho mình các cái fitting là 45 độ nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Bây giờ giả sử như mình muốn tạo một cái cote kết nối vào đây á thì mình làm sao? Bạn vẽ tới này nè, kéo tới cái điểm trung tâm đó nè. Sau đó các bạn bấm cái lệnh B dưới cho mình nè. Đây nè, hoặc là các bạn gõ phím tắt là B block các bạn. Bấm phím cắt. Thì nó sẽ mở lên mình hộp thoại như thế này. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành là chọn co như thế nào. Ở đây á, các bạn có thể là chọn là co C nè. Rồi ở đây là reducer như thế nào nè. Thì thông thường á, mình sẽ chọn nếu mình muốn kết nối vào này á thì mình chọn co T. Đó, nó sẽ kết nối vào cho mình. Cái này nó bị kết nối bị sai nè các bạn. Thì các bạn tiến hành là exit nó đi rồi các bạn quay lại. Cái thao tác thì nó rất là nhanh, không phải mất nhiều thời gian đâu các bạn. Đó là cái phần mà nó hỗ trợ cho mình vẽ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái thao tác là hỗ trợ tính toán. Các bạn gõ lại cho mình là CHVK. Giả sử như mình nhập là lưu lượng là 50 lít trên giây, bạn tiến hành tính toán, nó sẽ ra cho mình là sizing là 200. Các bạn nhấn OK này. Bạn tiến hành vẽ thôi. Lập tức nó tạo cho mình cái sizing và các cái fitting đi kèm rất là nhanh chóng các bạn ha. Co bao nhiêu? Co 45 độ này, 90 độ có đầy đủ hết nha các bạn. Đó, vẽ rất là nhanh chóng. Các bạn hoàn toàn có thể vẽ tiếp. Giả sử ở đây mình giảm xuống lưu lượng còn là 30 đi. Thì sizing nó còn 150 nè các bạn, ok nè. Bạn cứ tiến hành vẽ, khi nào mà các bạn không muốn vẽ nữa thì các bạn có thể nhấn nút exit. Bây giờ giả sử mình vẽ như thế này, mình muốn cái ống chỗ này nó giảm xuống. Thay vì ống 150 á, mình muốn giảm xuống ống là 75. Thì các bạn bấm nút phím B cho mình. Ở đây mình sẽ chọn giảm này, từ 150 xuống 75 hay từ 150 xuống 100 này. Bạn chọn nó là reduce là xuống 75. Đó, các bạn vẽ tiếp ống 75. Rất nhanh chóng, tự động nó sẽ nhận hết các cái fitting mới của mình. Mình thấy cái clip này rất là hay, hỗ trợ cho các anh em vẽ ống rất là nhiều. Ngoài ra các bạn có thể là ứng dụng cái này để các bạn vẽ ống nước cũng được. Không nhất thiết là phải ứng dụng để vẽ ống filler, các bạn hoàn toàn có thể vẽ ống nước, cấp nước, thoát nước bằng cái clip này cũng ok hết. Clip này á hiện tại là cho miễn phí nha các bạn. Bạn thấy cái này CHVK này, các cái ứng dụng bên trong này nó đang cho miễn phí này. Ngoài ra nó còn có bản Pro, nếu các bạn nào quan tâm á, các bạn hoàn toàn có thể là truy cập vào cái kênh YouTube lúc nãy á, cái link kênh đó mình sẽ để bên dưới mô tả. Các bạn liên lạc theo đúng cái địa chỉ mail này và các bạn mua cái bản Pro, nó sẽ có nhiều tính năng hơn. Với giá 25 đô á, thì cũng không quá đắt nha các bạn. So với cái ứng dụng của nó, các bạn hoàn toàn có thể là mua nó. Thì nếu mà các bạn nào mà chưa trải nghiệm được nó, các bạn hoàn toàn có thể là dùng cái bản free này để hỗ trợ cho công việc của mình. Nếu mình thấy nó hay quá thì mình nên mua để hỗ trợ tốt cho công việc của mình. Thì đó là cái clip mà mình muốn giới thiệu cho các bạn để hỗ trợ cho công việc của mình. Các bạn nên dùng thử. Nếu các bạn nào quan tâm thì nhớ truy cập vào cái link của cái kênh này để các bạn ủng hộ nó. Hoặc là các bạn tải không được cái file này, các bạn comment email bên dưới, mình sẽ gửi cho các bạn cái link này để các bạn sử dụng. Video hôm nay mình sẽ dừng cái video lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn nào thấy hay thì nhớ đăng ký kênh của mình, like và share các video trên kênh giúp mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.